Trên sợi dây chuyền em đang đeo á. Đòi lại. Đòi lại. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi bạn. Đó. Em tên là Nguyễn Hữu Minh, năm nay 32 tuổi, hiện nay em đang làm kỹ thuật viên điện tử. Quê ở đâu? Quê ở thành phố luôn. Thành phố luôn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em tên là Lê Thị Ngọc Huyền và em 28 tuổi, hiện tại em đang làm nhân viên marketing tại công ty Yến Xào. Rồi. Huyền, 28 tuổi. Thì giới thiệu một xíu về bản thân, điểm mạnh, điểm yếu của em đi Kinh. Dạ, em thì bạn bè nó hay nhận xét là em là người sống rất là tình cảm. Nhiều khi giúp đỡ em một lần thôi mà em cứ năm nào cũng đem bánh trái qua cho hết trơn á. Năm nào đem bánh trái luôn hả? Dạ, tại vì họ, điều sau đi nữa thì họ đã có cái tình giúp đỡ mình rồi nên mình cứ nhớ mãi. Vậy chúc em có, anh có cơ hội nào anh giúp em điều nào cái không? Dạ, nhà em có trồng mít cho nên là hay hái mít cho anh chị ở công ty ăn á. Năm nào cũng có mít nha. Dạ. Đặc biệt cực kỳ là bạn em mới nói là mày rất có biết cách quan tâm người khác. Ví dụ như là nó bệnh thì nó cũng không có nói là đi mua thuốc về cho tao hay gì đó. Em chỉ thấy nó bệnh rồi cái em xách xe máy em chạy ra ngoài em mua thuốc về đưa nó uống cái vậy thôi á. Em ơi, cái ưu điểm mua thuốc đó em coi lại một xíu. Em mới nghe bạn em bệnh em chạy mua thuốc về biết nó bệnh gì nó uống. Dạ, tại để ý ví dụ như là nằm bệnh mà ho hay sồi là biết bị cảm. Trời ơi, chưa hay chắc quá làm bác sĩ luôn trời. Như vậy nó hơi nguy hiểm, tới nhiều khi á em thấy ho em tưởng đâu thuốc bị cảm em mua thuốc cảm, nhiều khi người ta bị phổi thì sao, đúng không? Cái này là phải xem lại thôi. Dạ, còn về khuyết điểm thì em nói nhanh lắm, nhiều khi nói xèo người kia hả mở mắt ra ngó xong nói xong mày nói gì tao không hiểu hết trơn á. Dạ, hôm nay là em khống chế dữ lắm rồi đó. Rồi thôi, cứ nói xả sụt rồi coi nhanh cái này nha. Bằng Nam, ưu điểm khuyết điểm là gì? Em là người hiền lành, thật thà, không rượu bia, không hút thuốc, biết nấu ăn, ít nói, nhát gái. Nhát lắm hả? Dạ. Thấy con gái là nhát hả? Ê, ý là thấy mà mình thích đó, mình nhát hả? Mấy người thích mới nhát. Dạ. Còn không thích là không có nhát. Dạ. Thử coi họ nhát cô đó không nha. Em có mấy mối tình rồi? Chính thức thì em chưa yêu ai. Hả? Em yêu Đơn Phương thôi. Yêu Đơn Phương lâu không? Không, một hai tháng vậy. Trời ơi. Em 32 tuổi rồi, có khi nào nằm mơ em có hôn ai đó không? Dạ. Có chứ. Có hả? Dạ. Hôn trai hay gái? Hôn gái. À được. Kiểm tra về giới tính thôi. Ồ, tôi nghi quá à, 32 tuổi chưa có mối tình nào luôn hả em? Ừ. Trời đất ơi. Hiền quá mà nhát gái thôi. Chứ có nằm mơ thấy hôn ta. Ủa em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, về tình trường sử thi thì em thiệt luôn là giờ em cũng chưa có mối tình nào hết trơn á. Không lẽ cặp này trời sinh hiếm à? Cặp này hiếm lắm á. Bạn nào cũng mặt mày xinh xắn mà sao tự nhiên không ai có mối tình nào hết trơn vậy? À, tại chắc em không biết nói chuyện á chị. Nói á. Nãy giờ em nghe nói với người ta, lát người ta chửi. Sao vậy? Sao vậy? Họ nói bạn gái lát hai người gây lộn. Sao vậy? Không biết. Em ít nói mà sao em nói chuyện vô duyên lắm hay sao gây lộn? Thôi, không biết cái lại không biết nói lãng mạn. À, không biết nói lãng mạn. Nhưng mà thích gái không? Tôi nhiên thích vậy, thích cái lên luôn. Chắc không? Chắc. Lúc mình đang nằm mơ mình thấy mình đang hung. Nhất mình thức dậy thấy sao? Thấy bình thường vậy. Trong người không có gì bất bình thường hết hả? Đâu bình thường. Thì không trong mơ thì sao không biết được cái gì vậy? Rồi sao nữa? Rồi cái thức dậy xong rồi sao nữa? Thức dậy giữa mặt làm cái gì? Rồi bây giờ nếu mà được thì bao lâu mình tính tới hôn nhân được? Chắc khoảng một năm rưỡi. Rồi hai chồng ở đâu? 8 vậy. Có nhà chưa? Có một cái nhà nhỏ gì. Có nhà nhỏ rồi, em ở mình hả? Dạ. Rồi vậy là tốt quá ha. Tốt rồi. Rồi em biết hung không em? Chưa có quen ai sao biết hung. Nhưng mà trong giấc mơ có thấy được tận rõ cái hung không? Em hung hay là em thấy người ta hung hay là em thấy em đang hung? Thấy em đang hung. Đang hung ai? Ừ, trong mơ thì sao không nhớ chị? Có hung thôi hả? Có làm gì nữa không? Hả? Không. Trời ơi, hiền. Hồi xưa giờ nhát vậy luôn em hả? Đến quan coi đàn gái sao rồi. Cổ mà hiền nữa chắc mệt luôn à. Chào em gái. Dạ, chào anh. Bạn bên này hiền dễ sợ không? Mới nằm mơ thấy hung rồi đó. Em có nằm mơ thấy lần nào chưa? Dạ chưa. Em cũng chưa giờ nắm tay trai bao giờ. Chưa luôn hả? Em có thấy cặp nào người ta đứng hung nhau chưa? Dạ rồi. Rồi hả?
Lúc đó cảm giác mình sao? Nó bình thường đó anh. Tại em không có... Tại mình chưa có cảm được. Có khi nào em nghĩ em sẽ hôn người yêu của em không? Có. Có hả? Vậy chút mình làm thử nha. Bên đây cũng hiền, bên kia cũng hiền luôn. Nhưng mà hai người mà hiền quá thì rồi làm ăn gì được không trời? Em muốn người nó như thế nào? À, em cao 1m45 cho nên là bạn trai mà cao 1m44 là không được rồi. 50. À, cái thứ hai nữa là phải có hiếu. Thứ ba nữa là phải biết kiểm soát cái cảm xúc của mình. Em không cần giàu, cũng không cần chức vụ cao, nghèo cũng được. Nhưng mà phải có ý chí, phải có nghị lực cầu tiến. Nãy giờ nói mình đó, mình cảm giác mình có được bao nhiêu phần trăm em trai? Cũng 70. 70 ha? Cũng hiền khô bên kia cũng hiền đúng không? 70 là quá tốt rồi. À, em có mong muốn tìm người yêu lý tưởng của mình không? À, có. Thế nào? Người đó cao từ 1.5m trở lên. Đây có 1.45 à? 1.50 đến 1.60. À, kia có 4, hình 4, 4, 10, 4, 10 thấy à? Được không? Được. Rồi sao nữa? Biết chăm lo gia đình. Cô kia chăm lo được đó. À, biết kiếm trên nhường dưới, không có mà lè lẹt quá. Bên này đơn giản lắm. À, vậy đó được. Được hả? Được đủ hả? Rồi đủ. Em không thích gì ở người phụ nữ? À, đó là ít nói. Cô cũng ít nói đó. Còn anh thấy nãy giờ nói nhiều mà. Nó cũng nhiều đúng không? Dạ. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Dạ, hôm nay em đi với chị họ với hai, với người anh họ với bạn em. Xin chào anh Quyền Linh và Cát Tường ạ. Hôm nay em là chị của Quyền. Thấy bạn trai thì cũng được, cũng dễ thương. Hy vọng là hy vọng là hai đứa có thể nắm tay nhau hôn đi nhau suốt cuộc đời. Dạ. Chị có mong muốn hồi cặp này hôn nhau không? Nhiều khi nó mắc cỡ quá, nó hung thấy nó ngại. À, bạn trai hôm nay đi với ai? Dạ, em đi với hai người dì và Dượng ạ. À, chào dì. Dạ, chào MC Quyền Linh, chào MC Cát Tường, dạ. Chào quý vị khán giả. Em là dì năm của Minh. Thấy hai đứa cũng khá hợp. Để kéo màn lên, hai đứa thấy được thì hãy tạo cho nhau cơ hội để tìm hiểu thêm. Vậy thôi. Dì cũng hiền quá ha. Gặp cháu hiền, dì cũng hiền nữa. Thôi để kéo màn để coi hai đứa nó hiền cỡ nào. Kéo màn lên. Rồi. Thôi anh. À, anh có muốn quà tặng em, em phải mở cho. Dạ. Mở nắp đi mà. Mở nắp ra anh. À, mở nắp đi. Dạ. À, em có thấy gì không? Dạ không. Tại vì anh chưa có đọc thần chú á. Giờ anh sẽ đọc thần chú là ảnh ba la. Mở ra thì sẽ có một món quà. Thôi, sợ chuyện. Có thể đeo cho em. Cảm ơn. À, cái này là bánh bông lan phô mai. Hồi sáng em dậy sớm em làm á. Để anh về anh thử nha, ngon lắm á. Em, bén tóc lên, bén tóc bằng gái lên coi, bén tóc lên. Đó. Dạ em cảm ơn. Đẹp không? Nhìn coi ngắm cái dây chuyền coi đẹp không? Em ngắm đi. Chú cứ kế bên ngắm mưa thế nào? Thấy được không? Được ạ. Nhìn ngại thẳng nhìn mấy chi. Dạ được anh. Được không? Thôi ok. Rồi được rồi. Rồi hai người trò chuyện đi. Thì nói đi. À, em thích trai hay con gái? À, em thích một trai một gái. Thì khi nào em rảnh, thời gian rảnh mình hẹn hò. Trời ơi, vậy được không? Đứa trai đứa gái luôn không? À, được rồi. Được hả? Anh đích hết đi thiện nguyện không? À, có. Đi thiện nguyện á. Tại em cũng hay đi thiện nguyện á. Thì một năm em thường đi 3 đến 4 chuyến á. Thường hay đến mấy cái vùng núi, vùng xa á. Anh đi với đoàn hay sao? Dạ đúng rồi, em đi với nhóm á anh. Hai đứa tổ chức đi riêng thôi, được không? À, được anh. Ừ. Nói đi, cảm nhận cô gái thế nào? À, em cũng xinh xắn, dễ thương. Với lại nói nhiều, anh thích nói nhiều. Thích nói nhiều hả? À, thằng này giống em là chưa quen ai á. Hai đứa quen nhau không biết gì luôn á. Hẹn hò đầu tiên thích hẹn ở đâu? À, ví dụ lần đầu hẹn hò thì em thích đi đâu? Anh có thích cái không khí quán trầm không? Tại vì em hay uống trà đạo. Tại vì không khí trà đạo nó rất là yên tĩnh. Tính em nó không thích những nơi ồn ào, náo nhiệt đâu anh. Dạ, yeah. Để anh cũng thử xem. Được không? Được hả?
Nó lời cuối không đúng nữa. Trời ơi, chưa gì nói lời cuối rồi. Chưa có gì chân á. Bây giờ nè, hai đứa lấy nhau về ở đâu rồi mình hướng tới tương lai đi. Anh ở quận 8 thì ví dụ mình lấy nhau thì có về quận 8 ở được. Không sao đâu, tại quận 8 em Thủ Đức mà chạy lên nó khoảng tiếng à. Về kinh tế thì anh cũng bình thường thôi chứ không có cao. Nhưng mà anh hứa là sẽ cố gắng hết sức. Dạ. Đó là cuối anh. Lời cuối gì chưa mà lời cuối gì. Trời ơi. Bây giờ nói thật lòng nha. Dạ. Em thấy cô gái này xinh không? Xinh. Em khoái không? Khoái. Thái dữ không? Thái dữ. Thái dữ. Rồi nói lời cuối đi. Lại gần đó. Lại đó. Đi lại đi. Dạ dạ. Xin sợi dây chuyền em đang đeo á. Đòi lại. Có một nửa là hình trái tim. Nửa bên kia là anh đã khắc tên anh lên rồi. Nếu mà em có cho anh cơ hội á, thì nửa bên kia là điền tên của em. Ông xin nói lời cuối. Ông mời bước tới cái ông kiểu em như em sợi dây chuyền. Tính nói hồi em không bấm nút em trả cho anh sợi dây chuyền. Lời cuối xong chưa? À xong rồi. Dễ thương quá. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Khó tìm được một cặp xứng đôi nhỏ con vậy quá ha. Lần đầu tiên em nắm tay đàn ông ấy. Hả? Lần đầu tiên em nắm tay trai. Lần đầu tiên nắm tay trai. Dạ. Nắm thử chúng chặt vô nào. Gì cho con hôn cái. Đó, xin gì đàng hoàng thấy không? À, có chị có gì? Hôn à? Có. Anh làm liền. Anh làm liền. Cái nụ hôn đầu tiên khổ chưa nắm tay lần nào. Nụ hôn đầu tiên nó phải lâu lâu chứ chừng nào nó buông ra mới buông. Làm lại. Nào quý vị để nguyên, để nguyên, để nguyên. Thấy được không? Thấy sao? Cảm giác sao? Thấy lạ. Lạ. Trong người có gì nó khác không? Có. Khác cái lúc mà ngủ giật mình thức dậy không? Em gái thấy sao? Nó là lạ. Là lạ hả? Mà vui không? Dạ vui, phải không? Ha? Phải không? Phải chút làm nữa ha. Dạ. Dễ thương. Đây, gửi tặng hai bạn bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Skin Isaac Hàn Quốc. Gửi tặng hai bạn. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là chiếc vé xem phim. Các bạn sẽ đến đó xem phim, trò chuyện nhiều hơn và đặc biệt là hôn nhiều hơn nhé. Nắm thật chặt đừng bao giờ buông tay ra nhé. 212 ly chiến thắng đang chờ các bạn. Mắc gì không thích con gái miền Tây? Không thích thôi chị. Em bụng chạm mà. À dạ em biết rồi. Mời bạn nam. Dạ. Thôi mời bạn ngồi. Mời bạn nữ. Rồi mình giới thiệu về mình đi bạn. Chào anh Nguyễn Linh. Chào anh. Chị Cát Tường và quý vị khán giả và bạn cùng chơi. Em tên là Nguyễn Hoàng Quân, đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện em 27 tuổi. Bạn làm việc gì? À, em đang là kỹ sư thiết kế cấu nhà cao tầng. Thiết kế nhà cao tầng á hả? Dạ đúng rồi. À, quê bạn ở đâu? À, quê gốc em thì ở Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi, mời bên kia. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Thị Thùy Trang. Em đang làm giáo viên mầm non tại trường mầm non Ngọc Hoàng ở Biên Hòa. Quê mình ở đâu? Quê em ở Tiền Giang, mà nhà em thì ở Đồng Nai. Quê Tiền Giang, nhà Đồng Nai, làm việc Biên Hòa. Dạ. Anh kia thì làm việc thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ chúng ta có thể thoải mái nói chuyện đi. Rồi mời, giới thiệu về mình một xíu đi. Hỏi bạn gái gì hỏi đi. Ừ. Bạn nhiêu tuổi ta? Em sinh năm 94 anh. 94 với 90 thì cũng hợp đó. Hợp không em? Em nghe nhiều người nói thì cộng trừ mà cộng trừ số chẵn thì nó có lẽ nó hợp đấy. Cộng trừ số chẵn là sao em? Rồi hỏi bạn ở đâu, mình giờ hẹn hò như thế nào hỏi luôn đi. Hiện tại thì em đang ở đâu ta? Hiện tại em ở Biên Hòa anh. Nhà anh ở Bà Rịa thì đi về cũng đi ngang ở chỗ đó thì chắc cũng không vấn đề gì về cái khoảng cách. Hỏi em có trải qua mấy mối tình này hỏi đi. Ừ, em thì có bao nhiêu mối tình rồi ta?
Dạ, em trải qua một mối tình quen cũng 5 năm nhưng mà một số lý do nên phải chia tay. Chia tay được 2 năm rồi anh. Anh thì cũng lẻ tẻ nhiều nhưng mà nếu mà gọi là chính thức thì chỉ có một mối tình thôi. Bạn đó thì học chung thời cấp 3, có quen khoảng cỡ độ 2 năm nhưng mà trục trặc là do anh cũng gặp một số chuyện cá nhân tình cảm này nọ rồi cũng do có lỗi bạn gái thì cũng chia tay. Hối hận nhưng mà không quay lại được tại vì bạn gái cũng đi nước ngoài rồi. Anh có đạo không anh? À có em. Dạ. Em có không? Dạ có. Vậy là ổn rồi, chúng ta bắt đầu đi vào câu chuyện tình yêu nha. Mình muốn tìm một người yêu thế nào bạn? À, dễ nhìn xíu. Dễ nhìn nó khó trừu tượng lắm em. Dễ nhìn là sao em? Đừng có quá đen hơn em. Em thì đen rồi. Thì ở nhà thì em vạch ra nhiều lắm à, mà sao lên trên đây em quên hết rồi. Lần sau tao lấy giấy viết tao viết ra. Em có đánh cho điện thoại mà điện thoại đưa cho em gái rồi. Giờ em quên. Em gái của em đâu em? À, màu vàng chị. Ở đây màu vàng. Em đưa điện thoại em đây. Rồi em đưa cho ảnh đi. Anh đọc lên bên đây coi có. Đọc coi có cái gì không. Rồi mò ra được chưa? Rồi. Em thấy được chị. Hình mẫu lý tưởng. Thì cái ngoại hình thì dễ nhìn, dễ thương, da trắng xíu, đừng có đen quá. Cao từ 1.5 m đến 1.6 m. Tính tình hiền lành, vui vẻ, sáu đầu đất, biết cư xử người. Từ từ, để ta so đọc gì mà như mô tô bay vậy. Thì rồi, có chữ rồi, phải đọc cái gì. Rồi, 1.5 m đến 1.6 m. Da trắng, rồi gì nữa? Da trắng, tóc đen. Tóc đen, rồi gì nữa? Mắt đen luôn thì được. Trời ơi, tính tình hiền lành, vui vẻ, rồi có đạo đức. Nói chung là biết cư xử với người trên, kẻ dưới. Còn gì nữa? Hết chưa? Lắm dạ. Trời ơi, tôi đọc sơ sơ, sao nhiều dữ vậy? Dài lắm hả? Ngoại hình dễ thương ha. À, đừng có đen quá. Cao khoảng 1.63 m. Tính cách hiền lành, vui vẻ, đạo đức, biết cư xử người trên kẻ dưới, người xung quanh, với gia đình, hiếu thảo với bố mẹ, biết quan tâm lo lắng, chia sẻ công việc với mọi người. Quê quán ưu tiên miền Trung và miền Nam, trừ miền Tây. Trời ơi sao vậy? Miền Tây tôi mắc gì trừ? Em miền Tây rồi. Ủa sao miền Tây trừ em? Hồi nữa tôi đọc, để tôi đọc hết cái đã. Tuổi tác từ 23 đến 27, công việc nhân viên văn phòng hoặc có công việc làm riêng ổn định, tiêu chuẩn khác có đạo Thiên Chúa, không thích phòng phóng khoáng quá, không tiêu cực, không lười biếng quá, lặp lại nhiều lần quá, nói dối, nói xạo. Trời ơi. Trời nhiều quá mà đọc tôi sáng quá. Trời ơi cái gì vậy? Trả lời nè. Em định đọc em. Ủa em viết cái clip này là mất thời gian bao lâu? Cũng soạn ra cũng gom lại. Ai soạn? Em soạn thì soạn. Soạn bao lâu mới xong được cái bản phong thần này? Thì bắt đầu từ lúc mà chương trình gọi em thì soạn liền. Soạn tới giờ luôn á hả? Vâng, đúng rồi. Còn sót gì nữa không? Thì chắc có lẽ đủ rồi chị. Trời ơi nhiêu đó mới đủ thôi đó hả? Còn mắc gì không thích gái miền Tây? Nếu mà họ sống mà phóng khoáng quá thì em không thích phóng khoáng, mà cả về vật chất là tinh thần, nghĩa là sống mà vô tư, ít lo quá thì... Ủa ý em nói gái bằng tay là sống phóng khoáng hay sao? À, em không có đánh đồng vậy nhưng mà tại chắc có lẽ là do em không thích thôi chứ. Tự nhiên do không thích vậy thôi đó hả? Em bụng chạm rồi. À dạ em biết rồi. Em cũng nói chung là không có đưa ra nhiều nguyên tắc đâu. Tự nhiên mà tại vì lên chương trình á thì có nhiều clip quá, như sở thích, sở trường, sở đoản rồi tùm lum, em phải list ra rồi thích người nào, thích người nào thì em phải list ra hết. Nên thành ra đặt vô cái nguyên tắc khuôn khổ luôn chứ mình sống thì không phải vậy. Khuyết điểm của em là gì? Hơi bự bộ ấy. Đúng rồi. Nhìn kìa, mang dài sao không buộc dây dài. Wow. Hồi nãy trên kia em không có lý do gì hết trơn á, tại sao mọi người mà bê bối tẩu thả vậy? Không, chị đừng nhìn vậy mà đánh đồng em vậy. Đâu có. Tại sao em lại đánh đồng người miền Tây là không được? Thôi về bản đi, về bản đi. Về bản đi. Trời đất ơi. Dây dài vô, đụng chạm mà thấy chưa? Không, người miền Tây á là rất là dễ thương. Dạ, dạ. Có lẽ em do coi phim hay là em bị một cái cú sốc gì về miền Tây thì em thích gái miền Tây. Chứ gái miền Tây rất là dễ thương nha em. Dạ. Em được chưa, rồi. Chắc là em chưa gặp thôi. Hồi chị Tường qua gặp. Chị Tường cho em rút lại nha chị Tường. Muốn cho. Ơi, chào em. Dạ. À, có lẽ anh này cũng hơi vui. Thành ra cũng hơi lố lố một tí. Chứ thật sự con người ảnh anh thấy nãy giờ cái tâm không phải là như vậy. Thí dụ giờ ảnh thích em, yêu em, tiến tới hôn nhân thì khoảng bao lâu tới được? À, em cũng không có quan trọng thời gian. À, tìm hiểu thấy hợp thì khi nào cũng được.
coi như bỏ qua nãy giờ. Bỏ sao được nha. Không bỏ, đi về bển đi. Nè, mà em thích cái mẫu người bạn trai cái chuẩn như thế nào? Chững chạc. Không, bên kia chưa chững chạc. Dây dài mà không buộc nữa mà. Rồi tiếp em. Biết suy nghĩ, lo lắng cho gia đình. Có nụ cười tỏa sáng như Nương Phước Thịnh. Chắc được hả? Bạn bên đây nó chắc được đó. Nụ cười nắng tắt. Bây giờ em có người thân đi theo không? Dạ có gia đình cậu em với bạn em. Người ta người miền Tây hết đó nha anh. Dạ, chào cô cậu. Chào MC Quyền Linh. Dạ, MC Cát Tường. Dạ. Thì từ giờ ngồi bên đây thì thấy cháu trai này á, tướng tá thì cũng được, tính cách thì cũng vui vẻ, hiền lành. Coi như là cái chuyện gì mà bê bối á, thì cũng coi như là bỏ qua đi, không sao hết trơn á. Chắc hơi hồi hộp hay gì ha. Cháu Trang ở đây á, thì cũng nhà thì cũng hơi xa chút. Thì, không vấn đề gì đâu. Thì cô cũng thấy cũng được. Còn không. Về chuyện hai đứa quen nhau hay không thì do quyết định của hai cháu ha. Dạ. Trời, cô dễ tính quá. Chú có ý kiến gì không chú? Cậu. Dạ. Cậu ba nói, thấy cháu cũng vui vẻ, cậu ba thấy cũng được. Cậu ba người đâu? Người Tiền Giang. Gốc Tiền Giang. Tiền Giang đó nha. Tôi cũng ở Tiền Giang này nha. Có đi với ai không cưng? Dạ đi với áo vàng em gái. Chào em. Dạ. Em ruột hả cưng? Dạ em gái ruột. Rồi. Dạ em thấy chị này dễ thương, hiền, hình như hơi lùn xíu. Nhưng mà dễ thương. Khi nào chị rảnh thì chị lên thành phố đi chơi. Ừ, chị cũng hay lên lắm. Dạ. Rồi, cảm ơn em nha. Bây giờ mình kéo màn cho hai người nói chuyện nhau đi. Kéo màn. Rồi. Chào anh. Chào em. Nữa hả? Cái gì nữa? Móc bóc gì nữa vậy? Hết hồn. Không hoàn toàn nữa. Em cảm ơn anh. Sao anh lại không thích người miền Tây anh? Do quan niệm hồi xưa thôi. Ông bà để lại. Không có anh... đâu. Ông bà nào? Không có ông bà nào quan niệm gì đâu. Em phải nói là do quan niệm sai lầm của anh. Dạ. Chắc có lẽ vậy. Dạ, tại vì ở đâu cũng có người này người kia thôi anh, chứ không phải. Thì anh đã nói là anh không đánh đồng cái đó. Anh quan niệm thế nào về tình yêu? Anh cũng không có tin tuyệt đối 100% vào nó. Anh khoảng cỡ 70-80% thôi. Tại vì anh thấy đa số mấy cặp vợ chồng á, lúc mà chưa cưới thì nó say đắm ghê lắm. Còn lúc mà mà về rồi thì đa số người ta sống vì trách nhiệm con cái này nọ là hơn. Cái này bậy à, cái này bậy đó à. Sao bữa nay em có nhiều quan đa số rồi nha. Đa số cặp vợ chồng là về họ yêu thương nhiều hơn, chỉ có một vài cặp là dạ đúng rồi, anh nói đúng rồi. Ngược lại như vậy. Em rung quá, dùng cái từ hơi sai. Còn lại phút cuối đó, cố gắng đi em. Cố gắng đi, thuyết phục cô gái phút đi. Phút cuối rồi đó. Anh thấy là em nhìn em thì xinh rồi, anh với em thì có một số điểm nó gọi là giống nhau ấy, đi về cùng một hướng đường ấy. Nên anh có thích đi phượt không? Anh đi được một lần. Em cũng thích đi phượt. Đi bạn bè hay đi riêng? Đi với bạn bè nguyên nhóm luôn anh. Thì anh cũng thích đi phượt lắm. Tại chưa có điều kiện đi nhiều thôi. Tại vì anh thích đi hai đứa phải không? Không. Đi đông nó vui vậy. Em đã chuẩn bị gì cho cái cuộc sống hôn nhân hay gì không? Bây giờ vẫn còn sớm. Ví dụ như sau này mà tìm hiểu nhau rồi á, thì lúc đó mới bắt đầu chuẩn bị anh. Anh bây giờ anh 27 á, thì anh định là kết hôn thì tầm khoảng cỡ 27 đến 30 hoặc 31 gì đấy. Là khoảng từ 27 đến 31 hả anh? Vâng, đúng rồi. Em không sao hết, cũng được. Anh thấy em có vẻ hợp với anh ấy. Nói chung anh cũng có cái chí cầu tiến. Ở trên đây thì cũng chưa đánh giá được cái gì về bản thân hay con người của mọi người á. Nên anh nghĩ là sau chương trình này thì mình nên có cơ hội để mà tìm hiểu nhau. Còn em? Nếu mà hợp thì mình sẽ tiến xa hơn. Rồi, hết thời gian. Chúng ta nói chuyện vui, nói chuyện cảm nhận về nhau, nói chuyện để hiểu nhau. Và bây giờ chúng ta quyết định bấm nút, là đặt trách nhiệm vào cái bấm nút của mình nha các bạn nha. 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3
Hết thời gian. Mời em. Nào, hãy nắm tay bạn gái đi. Đấy, một cô gái miền Tây rất là xinh xắn. Ăn. À, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào các bạn. Bạn tên là gì? Dạ, em là Vũ, Dương Bạch Vũ. Bạn bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 27 tuổi. 27 tuổi. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra phía trước. Mời em. Chào bạn, bạn tên là gì nè? Em tên Nguyễn Thị Thương ạ. Thương bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 24 tuổi ạ. 24. Hiện tại thì cái công việc của bạn là như thế nào? Hiện tại thì em đang là nhân viên kinh doanh kỹ thuật của công ty ở Tân Phú á chị. Kinh doanh kỹ thuật là làm về gì bạn? À, em là học kỹ sư công nghệ sinh học á chị. À. Thì bây giờ hiện tại thì em đang kinh doanh bên mảng mà thiết bị phòng thí nghiệm á chị. Tức là em vừa tư vấn và vừa bán cho họ luôn ạ. Nó chiếm hết nhiều thời gian của mình không bạn? Có thời gian rảnh để đi chơi rồi này kia không? Dạ có chị, công việc của em thì thoải mái lắm chị. À. Tức là sáng 8 giờ đi, tèn tèn chiều 5 giờ về, chủ nhật nghỉ. Nói chung mình làm văn phòng. Thế ngày hôm nay tại sao mình đến với chương trình? Là em muốn tìm kiếm cái người mà trốn em 24 năm rồi, không biết trốn đâu, kỹ quá. Có bên đây, có bên đây. Ai là cái người khai nhãn cho bạn và chỉ cho bạn biết là cái người đó trốn ở trong bạn muốn hẹn hò? Vô tình một người bạn đồng nghiệp của em á chị. Tức là cô ấy nói là ô hôm qua tao mới xem chương trình hay lắm, thôi để tao đăng ký cho mày nha. Cái em kêu ok chơi luôn, đăng ký đó. Rồi bạn thấy bạn gái bên kia lanh không? Dạ. Còn bạn hiền quá ha. Dạ. Bạn đang làm nghề gì? Dạ em đang là trực tự viên du lịch. Tức là bạn phải làm trực tự hay sao? Dạ nói chung là cái đó là về là hỗ trợ du khách. Hỗ trợ du khách. À tức là ở thành phố Hồ Chí Minh có cái đội nói chung là xe, áo xanh đó. Áo xanh đó đúng dạ, không? Thì à. Người nước ngoài hay gọi là cảnh sát du lịch. Cảnh sát du lịch dạ. Đúng rồi. Bạn thấy hiền quá làm vị trí đó được không? Dạ tại vị trí đó thường là quan sát là chính, với lại hành động là nhì, chứ ít nói thôi. Ít nói hơn. Dạ. Ngoài cái việc đó bạn còn làm nghề gì nữa? Dạ ngoài công việc đó thì tại tụi em làm như vậy là phải 24/24 trực á, nên là cũng không làm thêm nghề khác nữa. Em có thể tự nhận xét về bản thân mình. Nếu mà nói về ba từ mà có thể diễn tả em có thể gọi là độc lạ và hài. Độc lạ hài. Lạ hài. Và hài. Độc dạ. Là sao? Độc hỏi kêu anh bên kia quen thử để biết độc như thế nào chị. Trời ơi, lạ. Lạ là tức là khi em đi đâu á em luôn luôn là trung tâm á. Tức là à. Em còn hài, tức là em luôn luôn nói và tạo tiếng cười cho mọi người. À, vậy là quá đặc biệt. Có nghĩa là mình có thể làm cái tâm điểm của tất cả mọi cái cuộc vui, mọi cái cuộc họp mặt đúng không? Dạ. Bên kia là độc, lạ, hài, còn bên đây là gì? À, em thì chỉ là hài hước. Hài hước? Dạ, vui vẻ. Có độc không? Dạ, dạ không có độc. Có lạ không? À, ít lạ lắm. Ít lạ lắm. Rồi bây giờ quay lại vấn đề chính là bữa nay mình tìm một nửa của mình. Dạ. Thì bạn nghĩ rằng bạn mong muốn gặp một người bạn trai như thế nào? Theo em thì người bạn trai của em thì nhan sắc tầm trung là được rồi chị. Trung là cỡ nào? Cái chữ đó trung là cỡ đầu tiên là phải cao hơn em. Rồi. Em thì nói nhiều quá nên chắc là bạn đó phải khiêm tốn một chút xíu. Chứ hôm thôi về nhà hai hai người nói nhiều quá. Hai người nói ai đâu nguy hiểm lắm. Dạ. Em cũng thích người thích lắng nghe em nói chị, tại em nói nhiều lắm. Biết nói nhiều mình không có thấy sao mình không bớt lại. Bản chất từ nhỏ rồi chị. Nhưng mà mình biết mình nói nhiều. Dạ biết mình chị. Mình có kiểm soát được kịp những cái lời mình nói không? Dạ có chứ chị. Rồi anh bên kia, anh thấy bên đây nói nhiều quá anh mệt không? Dạ nghe thì mệt chị. Đó anh mới dám nói nghe thì mệt. Mới về thôi đó, nửa về còn mệt nữa đó. Dạ. Bây giờ là lý do tại sao bạn đến đây? Nói chung là ở nhà thì cũng ít quen bạn á, ít dẫn, nói chung là trầm nên là ít dẫn bạn về nhà chơi lắm. Nên là mẹ hay hỏi là ủa sao giống như là nghi ngờ. Nghi ngờ gì? Về giới tính. Là sao? Cái này lạ chứ sao nó không lạ, này lạ nha. Đứng lên, đứng lên, đứng lên, kiểm tra cái này coi. Rồi, được rồi. Bạn thấy mẹ nghi ngờ vậy? Dạ. Sao? Thì thực ra thì cũng có quen nhiều rồi, nhưng mà nó cũng chỉ là ngắn hạn thôi. Trừ khi nào mình đặt cái vấn đề là mình đi tới nhiều hơn á thì quen mình... nhiều rồi hả? Quen trai hay gái? Dạ quen trai, à quen gái. Quen gái. Thấy chưa? Thấy chưa? Anh là xíu đó là chết rồi, thấy chưa? Bình tĩnh nha bạn, đừng thấy tao nói nhiều quá là mình bị cuốn theo nha. Bạn thích mẫu người như thế nào? Dạ em thì thích cao. Cao. Dạ khoảng từ 1m6. 1m6. Cần
hoạt bát lanh lợi là được. Ở bên kia lanh lắm rồi, biết sao không con. Dạ. Thấy cặp này là cả hai đều lanh hết trơn á Linh ơi, hai người đều nói rồi đó. Sở thích của em là làm gì những lúc rảnh rỗi? Em thì thích nấu ăn gì, thích chơi với con nít nữa. Nấu ăn nấu được những món gì? Thường thì đám giỗ nhà em là người nấu chính. Ghê vậy đó, mà mọi người ăn là khen. Không biết có về ở không mà không thấy ai chê hết trơn. Thích con nít. Dạ. Em định sau này sanh mấy đứa con? Em thì em nghĩ là tiền của em sẽ tỷ lệ thuận với con của em. Tiền sẽ tỷ lệ thuận với con. Dạ. Hay. Bao nhiêu lâu nữa thì bạn nghĩ bạn có thể kết hôn được? Tại thì em 24 thì em nghĩ là cỡ 2 năm nữa. Bây giờ mình tìm hiểu ha, rồi 2 năm sau được thì mình cưới luôn ha. Dạ. Bạn nếu như tìm được một người thì bao nhiêu năm, bao lâu cưới? Của em thì dự định là từ 1 năm đến 3 năm nữa. Rồi, cũng giống như bên kia luôn. Kìa, qua tới rồi kìa. Dạ, chào chị. Chào bạn. Gì cười nhăn hàm răng hay dọa tôi hả trời? Cao nhiêu mà đòi người ta cao hơn mình dữ vậy? Dạ, em cao 1m7 à. 1m7, giờ muốn bạn gái 1m6 phải không? Từ bên đây có 1m5 là chịu không? Hồi sao phân giải? Mặt bao đẹp mà 1m5 thôi. Được không? Tôi hỏi thiệt, đừng tôi biết đường tôi làm mai chứ. Dạ được. Được ha. Mũi tay này tướng tốt lắm. Trật tự viên du lịch thì cũng lanh lắm. Lanh lắm. Tôi nói hai người này nói chuyện không biết người nào nghe đó. Giả bộ đây là giả bộ hiền hiền thôi chứ. Hồi đầu nghe anh Linh nói câu đầu nó sao bạn ngồi im lặng quá mà hồi chơi la phanh không à. Trời ơi, nhiều nhiều cho bên đây nói ngồi có 2 phút đừng dành nói hết nha ông. Thấy cũng khó tạm lắm. Được, nói chung khó là tạm được. Mà mai mà khó lắm. Trời phải khó chứ, làm mai phải cho chuẩn chứ không thôi là tội nghiệp đàn bà để, gái người ta sao? Người phụ nữ đối diện em là ai? Chào anh Huyền Linh ạ. Xin chào em. Trật tự viên du lịch. Không biết có trật tự viên gia đình không ha? Thử mới biết anh. Thử mới biết hả? Dạ. Độc lạ. Đúng rồi, độc lạ hài hước nữa. Dạ. Mà cái việc gì mà thấy hài hước là thấy khỏe rồi đó. Đúng không? Dạ. Anh nghĩ là cũng hợp lý đó. Ông bà có câu nói rằng là yêu là phải nói mà đói là phải ăn. Nên không sao đâu, yêu là em sẽ nói. Yêu nói tới luôn ha. Tới luôn. Nói màn lên coi có nói không. Có nói biết có yêu hả? Hai người gặp nhau có nói ào ào không nha. Chứ ngồi không thấy nhau nói tùm lum hết trơn á. Rồi bây giờ nè, chuẩn bị nè. Chúng ta sẽ bắt đầu mở màn lên. Nào. Hai phút bắt đầu. Chào anh ạ. Chào em ạ. Hồi nãy nói lắm mà sao kéo màn lên nín vậy? Cho em hỏi anh một xíu nha. Dạ. Nếu mà bạn gái của anh mạnh mẽ và cá tính thì anh nghĩ gì? Thì thực ra là mạnh mẽ cá tính thì cũng tốt, lanh lợi càng tốt. Tại vì anh ít không có được lanh lắm nên là cần phụ kiếm người lanh hơn để hỗ trợ. Nếu mà đi cho một bàn tiệc á, anh uống bia, người yêu của anh cũng uống bia, cũng vô khí thế cho anh, thì anh nghĩ gì? Anh thấy điều đó cũng tốt, cũng bình thường. Tại vì anh vô một ít, em vô nhiều một chút thì có gì thì em đưa anh về cũng được. Mà em hỏi này, người này có đúng cái mẫu hình lý tưởng của bạn không? Chắc gần đúng rồi đó. Gần ha. Tại vì công việc của anh thì phải hội đủ 5 yếu tố lên. Thì đầu tiên là phải biết ngoại ngữ là chính. Thứ hai là rành đường về thành phố. Thứ ba là biết về thành phố. Thứ tư là biết về võ thuật. Và thứ năm đặc biệt là phải đẹp trai giống như anh nghĩ là học đủ tiêu chuẩn, gần chuẩn với em rồi đó. Anh nói tiếng Anh giỏi đâu, thử nói vài câu tiếng Anh với bạn ấy coi. Hello, how are you today? Cái này ai nói được. Linh nói coi, anh Linh nói tiếng Anh vài câu coi anh Linh. How you find the kids stably, ok, yeah. Okay, after the skating, you dance with me. I understand what you say. I think you are okay. I miss you after the show. Okay, and give me the contact. How can I take communication about you? Yes, okay. Yeah. Okay, I love you. Okay. Okay. I like you. I like it. Nothing. What do you like? Yes, I like. Okay, love you. Ủa, anh lớp hay em lớp? Em á. Chúng ta còn 30 giây. Em ở quận mấy lần? Ở quận 11 á anh. Anh ở kế bên quận em luôn á. Trời ơi, quá tuyệt vời rồi. Mà quận mà bên quận mình thì có nhiều khu vui chơi giải trí lắm. Thì có gì thì đảm bảo là quay lại câu hỏi hồi nãy thì anh sẽ dẫn em đi nhiều hơn. Chiều nào em cũng đánh cầu lông bên chỗ trường đua đó anh. Vậy bữa nào qua đến đó đánh múc chiền. Ok, anh hẹn anh ngày đó nha. Ngày đó không xa đâu em.
ngày ấy sẽ không xa xôi. Bây giờ hết giờ. Rồi, được đặt tay sau thành ghế nè. Ok. Yes, I ready. Ready? Yeah. One. Two. Linh biết có nhiều đó thôi đó. Đếm tới 10 thôi chứ 11 còn có chừng bí. Một, hai, ba. Thật là vui, thật là náo nhiệt, đúng không? Đúng là độc lạ và hài hước. Đúng rồi. Bạn này cũng là vui và hài hước, cho nên là một cái gia đình chúng ta toàn là hài hước. Anh nghĩ rằng hai bạn ở gần quận 11 á, tối nay là ra đầm sen đạp vịt được á. Đấy, chiều nay ta hẹn với nhau đi đá banh đó. À, đá banh xong vậy đạp vịt cũng được. Chúc mừng hai bạn, chúng ta nắm tay nhau và chờ quay may mắn. Khi mà biết công việc sắp tới là con chén sẽ nóng á, cầm cái nước sẵn. Con thì trải qua 2 mối tình nhưng mà cái nào cũng làm tăng sông máu hết trơn. Con trải qua 1 mối tình duy nhất. 1 mối tình. Lúc con học cấp 2 là lớp 8. Ở lớp 8 hả? À, có gì khác thiệt, không phải con gái. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Đây, ngồi đi em. Nào bây giờ em giới thiệu về mình đi. À, dạ, lời nói đầu tiên thì con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh và chào anh trai nhà kế bên. Dạ, con tên là Yến Nhi, năm nay con 20 tuổi. Wow, mới có 20 tuổi thôi hả? Dạ. Trời ơi, làm gì lo xa dữ vậy, 20 tuổi mà chưa gì đã phải lên bảng mối hẹn hò. Dạ, mặc dù mới 20 tuổi nhưng mà con trải qua một vài mối tình cũng lên tăng sông máu nhiều lắm. Cho nên là cho nên là con với lại mẹ cũng tin tưởng bên chương trình đó. Cho nên là muốn tìm kiếm một mối quan hệ thật sự nghiêm túc. Thật sự nghiêm túc, dạ. Và thế là chúng ta có mặt ở bạn mối hẹn hò, đúng không? Dạ. Rồi, cảm ơn con với gia đình đã tin tưởng chương trình. Còn em trai. Chào chú Huyền Linh, chào cô Hồng Vân và bạn nữ bên kia và tất cả khán giả. Em tên là Nguyễn Hữu Trí, hôm nay con 24 tuổi. Con quê ở Đồng Tháp, hiện con sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Con làm gì? Hiện tại con là kỹ sư điện. Làm ở quận mấy? Hiện tại con đang làm ở Bình Chánh. Bình Chánh. Chánh. Con làm gì? Dạ, hiện tại con đang làm nhân viên kinh doanh ở công ty gốm sứ. Rồi bây giờ bên đàn gái cho bên đàn trai biết một chút về ưu điểm, khuyết điểm đi. Dạ, cái ưu điểm của con thì con không có gì ngoài nhiệt tình với chân thành hết. Với lại con có một niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật. Nhưng mà chắc do ông tổ nghề không độ cho nên là con qua làm sale luôn. Vậy con là thế mạnh gì, ca hát hay biểu diễn? Dạ, con thì hát được ạ. Vậy hả, đâu dạ. Con hát thử coi. Dạ. Đôi khi lòng muốn nói cho riêng anh những ngầm thầm em mang. Từ tận sâu trái tim đang mơ màng, mọi lời lúc đó anh cho em mãi như còn. Thế nhưng từ phía em chưa một câu đáp lời. Tức là giọng của con thế này là nếu con muốn đi vào ngành nghệ thuật, con phải cần học cơ bản và luyện cho nó có nội lực hơn chút xíu nữa. Dạ. Ha? Vậy là con có điểm yếu gì? Dạ, điểm yếu của con thì nhiều lắm, vô vàng luôn. Yếu nhất là gì? Dạ, yếu nhất là ăn nhiều và lười. Lười. Dạ. Vậy đó. Yếu ăn nhất nhiều là... mà lười là mập đó con. Dạ không, nhưng mà con được cái trời phú là con không có mập, con chỉ tròn tròn có da có thịt thôi. À. Với lại con có cái khuyết điểm nữa như là con thấy cũng rất là lớn luôn, đó là giỏi chuyện giường chiếu. Giỏi chuyện giường chiếu. Con có thể ngủ 15 tiếng một ngày mà ngủ liên tục luôn. Rồi làm chú giật mình. Chú nghe gì giỏi chuyện giường chiếu chú giật mình ra nó. Ủa, ngủ. Linh Linh nghĩ tới cái gì vậy Linh? Thì ai bé nó nói trong cái thái độ đó là trong sáng là Vân hiểu là mê ngủ rồi. Thì không có phải mình Linh nghĩ mà ai nói tôi giỏi chuyện giường chiếu là không bao giờ ta nghĩ chuyện ngủ hết trơn á. Không, mình Linh nghĩ vậy thôi à. Sao Vân nghe con nghĩ biết ngay là nhỏ mê ngủ. Nghe dễ hiểu lầm. Cười. Bây giờ bạn trai nói cho bên đàn gái biết là mình có ưu điểm khuyết điểm gì. Thì điểm mạnh của con chính là năng động, hòa đồng và vui vẻ. Thì con sống làm việc có kế hoạch. Tốt. Còn về nhược điểm thì con hơi nóng tính. Cho lúc trong công việc thì cũng áp lực với con cũng có chút nóng tính. Con làm gì? Thì khi mà biết công việc sắp tới làm con chắc chắn sẽ nóng á. Cầm chai nước sẵn. Cầm chai nước sẵn. Khi mà thấy không ổn, khi mà chuẩn bị nóng lên thì sẽ uống nước. Rồi tưởng đâu đập đi nước chứ. Uống nước thì không sao con.
Trời ơi, rồi công việc của con nóng tính, có khi nào con bị điện giật không? Dạ cũng có, thỉnh thoảng cô ơi. Tao khi làm bất cẩn cũng có, nhưng mà rất ít. Nóng quá đừng có tạt nước vô chỗ điện nha con. Nổi điên hết, đang cầm ly nước tạt một cái phạt rồi. Bây giờ mình nói về tình duyên đi coi. Về tình duyên thì con chỉ trải qua một mối tình duy nhất. Một mối tình. Lúc con học cấp 2 là lớp 8. Rồi lớp 8 hả? Lớp 8 yêu rồi. Con trải qua tình khoảng 5 năm là tới hết năm nhất đại học con chia tay. Từ lớp 8 mình yêu 5 năm luôn. Dạ. Trời ơi trời. Xong rồi tới bây giờ con không quen ai nữa, cũng 5 năm rồi. Wow, là mấy năm rồi con Ngưng? Dạ khoảng 5 năm rồi cô. 5 năm rồi hả? Dạ. Cái mối tình đó đặc biệt lắm, sao mà con chia tay được con? Dạ do là bạn nữ không tin con, nghĩ con người quê thì sẽ quen người khác nữa. Ừ. Cho nên là ở trên đấy bạn ở trên Sài Gòn bạn đó quen thêm một người nữa. Trời cho nên con mới chia tay luôn. Còn con thì sao? Ừ. Dạ con thì trải qua hai mối tình nhưng mà cái nào cũng làm tăng sông máu hết trơn cô. Làm sao? Dạ mối đầu tiên là quen hồi năm lớp 10, cũng tầm khoảng được một năm thì mọi thứ vẫn rất là bình thường luôn. Xong một khoảng thời gian cái thấy bạn này không nói chuyện nữa, thái độ lạnh nhạt. Xong thì con nghĩ là rồi vậy thì không có cách nào khác, chỉ là có con nhỏ khác thôi. Xong cái cũng con cũng tìm hiểu, con cũng đi theo dõi. Xong đến lúc phát hiện ra là à có người khác thiệt, nhưng mà không phải con gái. Ồ, vậy đó hả? Dạ, thì dạ, cũng yêu, là yêu anh ấy, yêu dạ. Một chị em tăng với nhau. Tăng song thiệt chứ. Dạ, tăng song thiệt. Suốt một năm trời là con quen với một người chị mà con không biết, đúng không? Nhưng mà bề ngoài không có tỏ ra một cái tín hiệu gì là chị luôn. Rất là man và kiểu như rất là bad boy, rất là dân chơi luôn. Nghiệt ngã quá. Thiệt nhờ. Là tăng song chứ. Rồi, cuối cùng mối tình thứ nhì dạ, sao? Mối tình thứ nhì thì cũng có một người thứ ba chen vô. À, được mấy năm? Dạ khoảng một năm hơn. Dạ bây giờ là con đã ngưng yêu mấy năm rồi? Dạ tầm một năm rồi. Một năm rồi đúng không? Bạn kia là tới 5 năm, tỷ lệ là 5 trên 1 á ha. Rồi thì... bây giờ con muốn tìm một mối tình thế nào nè con trai? Về hình mẫu của con thì mẫu bạn gái thì cỡ cao khoảng 1m55 trở lên. 55. Da trắng thì nụ cười có duyên. Da trắng nụ cười có duyên. Về tính cách thì biết quan tâm và chia sẻ với mọi người. Về chung thủy là được. Chung thủy. Chào con. Dạ chào cô. Con không thích cái điều gì ở con gái? Con không thích cái tính hay cần càm ràm á. Càm ràm là con không thích phải không? Dạ. Có đó gì? Là đức tính rồi con ơi. Phụ nữ nào càm ràm á? Nào vậy? Con có hay càm ràm không? Con nói một tiếng công bằng cho cô coi. Thì làm cái gì con mới càm ràm, như bình thường con đâu có nói gì đâu. Ừ đúng không? Dạ. Rồi thế nào cũng càm ràm. Bây giờ là chú sẽ qua coi nhà gái sao ha. Cho tôi xem mắt nhà gái xíu coi nào. Hơi bị chảnh nha bạn. Con chào chú. Nè chào con. Nụ cười rất là duyên dáng. Có kinh nghiệm trong tình yêu hả con hả? Kinh nghiệm hồi nào ta yêu chị em mà nói gì vậy? Ta thì, nguyên một năm thì trời cũng, là ta thì quen cũng với một trả người giá vậy tình yêu. Thì coi sao? Như chưa có kinh nghiệm luôn. Chưa có kinh nghiệm gì luôn trời. Con muốn mẫu hình lý tưởng của con là người đàn ông thế nào? Dạ thì con không yêu cầu gì nhiều lắm về bề ngoài. Quan trọng là tính cách thôi. Anh đó mặn mà một xíu. Mặn mà là sao là? Dạ. Là nước da đen hả? Dạ không, mặn mà trong cách nói chuyện và lối sống. Duyên dáng mặn mòi đó. Dạ, phải không? Đúng rồi. Hài hước chút đó đúng không? Dạ. Cao to đen hôi thì cũng được. Cao to đen trắng được không? Dạ được luôn. Thôi như vậy thì mình đã hỏi ý kiến hai bên rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến gia đình đi. Gia đình bên gái con đi với ai? Dạ nay con đi với mẹ con. À, chào cô. Có thấy sao hai đứa nó hợp nhau không? Dạ thì mới gặp nhau thì chưa biết làm sao. Mà chưa thấy mặt nữa, thành ra là không biết làm sao. Để cho hai đứa tìm hiểu. Nhưng mà theo cô nãy giờ ngồi nhìn nói chuyện hai bên đó, hai cháu đó thì cô thấy làm sao? Được. Thấy được đúng không? Được. Thấy bây giờ, mẹ chàng rể tương lai là thế nào? Nếu mà chàng rể tương lai thì làm về nghề điện thì giúp ba nó. Ba cũng làm về kỹ sư điện. Thì hợp quá. Có đẹp trai bằng ba nó không? Cũng 9-10 với ba nó. Ba nó cũng đẹp lắm. Vậy là yên tâm rồi, yên tâm rồi. Em đi với ai? Dạ đi với em họ con. Con xin chào chú Quyền Linh, xin chào cô Hồng Vân và chào bác gái, nhà gái ạ. Con nhận xét là bạn gái bên đây là có vẻ là hợp với anh con. Là đầu tiên là về ngoại hình là giống như người mà anh con đặt mục tiêu lúc ở nhà, là một bạn nữ là cao từ 1m55 trở lên. Rồi da trắng, dễ thương và nói chuyện cái giọng rất là ngọt. Thì con mong là hai người sẽ cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu. Bên đây thì anh con thì như bạn gái này mong muốn đó là một người rất là mặn. Anh con mặn lắm. Tâm lý và cũng biết rất là biết là yêu thương phụ nữ. Cho nên là nghĩ là hai anh chị là sẽ có thể là đến với nhau được. Rồi, phấn khởi, mở rào đi. Mở rào.
Rồi tặng quà tặng cáp cho nhau đi. Đó. Chào em. Dạ, em chào anh. Em có món quà này tặng cho em. Đó chính là một cặp tách. Hy vọng là anh và em có thể cùng nhau pha đi cà phê và thưởng thức hương vị ngọt đắng của nó. Dạ, cảm ơn anh. Em có món quà gửi tặng anh. Cái này em có tặng anh một cái bóp. Cái ý nghĩa em muốn gửi là mặc dù là có thể anh đi làm em không thể nào bên cạnh anh được, thì cái ví này sẽ luôn luôn đồng hành cùng anh, bên cạnh anh trong những lúc vui lúc buồn, cũng giống như em luôn bên cạnh anh. Cảm ơn. Rồi hai đứa cảm nhận gì nhau đi. Cảm nhận của em nhìn anh như thế nào? Ban đầu thì em chưa, lúc mà chưa nhìn thấy anh á, nhưng mà nghe về cái tính cách của anh thì em thấy là ok. Em không có quan trọng hóa về cái mặt bề ngoài, quan trọng là bên trong tâm hồn và tính cách thôi. Anh thấy sao vậy em? Không, chưa thấy, thấy hết. Thấy hết à? Thấy hết. Thích, thích dạ. Nhiều không anh? Ừ. Thích dạ. Nhiều không anh? Ừ. Nói chung thì em rất giống cái hình mẫu mà anh đặt ra. Anh thích nhất là nụ cười và tóc mắt. Cảm ơn anh. Anh có hay ghen không? Tại vì em, cái tính cách của em thì nó hơi mạnh mẽ, nó không giống như con gái thùy mị mặc dù em áo đầm. Tại vì từ hồi lúc nhỏ em chơi với bạn toàn là con trai không thôi, cho nên là em cũng hơi manly một xíu. Không, nếu mà quen nhau mà tin tưởng thì cũng không đến mức độ phải ghen quá mức đâu. Chỉ ghen ở mức bình thường chắc cũng phải có, ai cũng có mà. Với lại anh có thích con gái mà dữ không? Anh có sợ con gái dữ không? Dữ dàng lắm. Hung dữ hả? Không, nếu mà tùy chuyện chứ chuyện nào cũng hung dữ là thấy hơi mệt đó nha. Anh nhìn em có giống như hung dữ không? Cái đó hình chưa biết, cái nhà tiếp xúc nhiều mới biết được. Ý là nếu như bình thường á thì em rất là bình thường ngọt ngào như thế này thôi, nhưng mà anh đừng có làm gì em tăng sóng máu lên là có chuyện liền. Không, nhưng mà những chuyện như thế nào thì mới khiến em có thể lên tăng xong để biết mình né tránh được. Ý là nói dối nhiều nè, với lại cái gì đó cứ mập mờ, không có giải thích rõ cho em thì cái đó là ấy thôi. Còn bình thường em dễ chịu. Rồi với con lại, tăng xong rồi con làm gì? Con tăng xong là con hay nói, con chỉ nói ngay lúc đó rồi thôi. Xong rồi nói rồi thôi, nói cho nó thả con giận lúc đó thôi chứ xong rồi không có để bụng không gì hết. Không, em cách nói lúc mà em tức á. Rồi em nói có kiểu mà như cần đập đồ hay luyện đồ không? Không, đó giờ em chưa đập đồ, luyện đồ hay gì luôn. Ý là giận gì thì em la anh, tại sao anh vậy anh không nghe là, em nói vậy. Tức là khi em nóng lên hay là bực cái gì đó là nói với người khác ngay lập tức luôn. Đúng rồi, em sẽ thẳng thắn chia sẻ luôn chứ em nghĩ là nếu mà giữ trong lòng yêu em gì đó lâu ngày á, cái sự hiểu lầm nó càng lớn, nó sẽ không tốt cho mối quan hệ. Cái tính đấy rất là giống mẹ anh cũng bực tức cái gì là nói thẳng luôn, không để trong lòng. Mình giao lưu văn nghệ chút đi ha, mỗi đứa dạ. Tặng nhau được một câu nào đó. Bạn nam hát trước đi. Dạ, thì con xin hát bài Em Là Của Anh. Rồi tiến tới nắm tay bạn gái hát đi cho nó tình cảm nào. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác bên nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay đôi ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Gái đáp lại đi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Em yêu anh nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những ngang mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong em bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Trời ơi. Hai đứa nó nhỏ tuổi mà nó tinh tế kìa, nó dừng ngay đúng cái lúc cần dừng á. Cảm giác của bé này giờ hơn cả yêu. Thôi, coi như là chúng ta đã nói chuyện nãy giờ rồi. Bây giờ đã lúc mình để tay mình nút bấm để quyết định các bạn. Tuy rằng các bạn còn nhỏ tuổi nhưng các bạn rất là chín chắn ha. Các bạn đã trải nghiệm tình yêu rồi, chúng ta có thể quyết định về hứa tương lai sắp tới là có đồng ý hẹn hò hay không. Ba. Hai. Quyết liệt vậy đi. Quá là cá tính, thích con bé này quá. Rồi nắm tay đi, chính thức các bạn hẹn hò đó. Bây giờ mình xin phép gia đình hai bên ha. Dạ xin phép bác con hẹn hò với em Nhi. Bác chúc cho hai đứa nếu mà có duyên nợ với nhau thì đến với nhau. Dạ, cảm ơn bác. Dạ. Rồi. Xin bác. Xin phép luôn, xin phép bác cho. Dạ, ông xin phép bác cho con một em Nhi một cái. Nhi cho ông Nhi. Nhi cái cho ông. À, phải cho thôi.
Thôi chúc hai đứa đã nhớ mãi ngày hôm nay và lấy đó làm động lực để ta có thể bồi dưỡng cái mối tình này nó đẹp, nó dài và tiến tới xa hơn nữa nha. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện Robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, Robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda, tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn. Em là một cô gái hiền, vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn. Những cái bạn nữ nào mà nhõng nhẽo hay tóc thì một xíu thì em cũng hay mềm lòng. Cái quan điểm của em là học có quan hệ chứ không nhân. Thời buổi bây giờ mà cháu như vậy là tốt lắm á. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Mời nhà trai. Rồi, mời đi em trai. Xin mời nhà gái. Giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả chào ở em. Trường quay. Chào bạn nữ bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên Đinh Chí Thiện. Em năm nay 32 tuổi, em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai. Hiện tại em làm nhân viên văn thư ở trường học. Còn em? Dạ, em tên là Mỹ Thảo, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại thì em đang làm nhân viên kế toán thống kê tại công ty quạt điện Sinco. Dạ, quê em ở Ninh Thuận. Ở đâu em làm ở đâu? Dạ, ở bên Bình Tân ạ. Em nói luôn về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, về điểm mạnh của em thì em là một cô gái hiền, vui vẻ, hòa đồng, biết nấu ăn, biết chăm sóc cho gia đình. Về khuyết điểm của em thì em hơi khó tính một xíu ạ. Dạ, em thì cái cảm xúc của em á, nó hay bị tụt ạ, nó bị tụt cảm xúc. Lý do tại sao vậy? Nhiều khi mình đang vui á, xong cái mình đang ngồi mình vui và có ai đó đi ngang qua cái đánh một cái mạnh quá thì lúc đó mình cấu lên luôn. Còn bạn trai, điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ em điểm mạnh của em thì em là người vui vẻ, hòa đồng, có tính tự lập cao, thẳng thắn, thiệt thà. Điểm yếu thì bởi vì thẳng thắn thiệt thà nên thường hay có khi thua thiệt. Với lại em có điểm yếu là em cũng hay dễ mềm lòng. Những cái bạn nữ nào mà ví dụ như nhõng nhẽo hay khóc một xíu thì em cũng hay mềm lòng. Rồi sau này em có bạn gái rồi mà những bạn gái khác mà nhõng nhẽo vậy thì em có mềm lòng không? Không chị, em chỉ mềm lòng với người yêu thôi chứ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em hiện tại là trước giờ là em có 3 mối tình rồi. Em mối dành nhất là kéo dài 2 năm. Ngắn nhất là mới đây luôn. Rồi 3 mối tình đó thì em thấy em có sơ suất gì trong 3 mối tình đó không? Không có sơ suất gì. Không có sơ suất sao chia tay? Phần là do bạn nữ có tình yêu mới. Có đổ thừa cho bạn nữ nữa phải không? Như vậy có nghĩa là lý do là do em bị bạn nữ bỏ đúng không? Dạ. Không lẽ ba cô bỏ hết em ba cô? Đi vậy luôn hả? Dạ. Trời đất ơi. Vậy chắc có lẽ là em thiếu quan tâm đến cho nên bạn buồn, bạn mới có người yêu khác chứ. Xui vậy. Bên kia mấy mối tình? Em có một mối tình được 2 tháng. Em với anh này cũng tình cờ quen nhau qua cái buổi cà phê bạn bè. Rồi anh này có số điện thoại của em, cái ảnh về anh cũng nhắn tin, gọi điện, quan tâm em kiểu đặc biệt lắm chị. Rồi cái ảnh tỏ tình, ảnh biết cái lịch làm việc của em khi nào rảnh á, rồi ảnh qua đưa đón em đi ăn, đi chơi, xem phim. Mà cái này cũng là, anh này cũng là cái gu của em đó chị. Đẹp trai, cao to, em đã thích nữa. Công việc thì ổn định, thì em cũng chấp nhận quen luôn. Xong cái quen được 2 tháng, ảnh tiêu, không có còn nhắn tin quan tâm tới em nữa. Xong cái em cũng thấy lạ lạ,
Dạ, cái em gọi điện em cũng hỏi, rồi em cũng gặp em cũng hỏi mà anh không có cho em lý do, im re, rồi anh nói anh bận, rồi không trả lời gì nữa. Mà cái lúc mà hai đứa em quen á, thì em cũng có nói rõ cái quan điểm của em là không có quan hệ trước hôn nhân. Chắc ổng thấy em khô khan rồi không có biết chịu chuộng gì đó nên... À, rồi bạn trai bạn nghĩ gì về quan điểm này? Em cũng đồng ý với cái quan điểm của bạn nữ đó. Thì em thấy cái đó là nó quan trọng với người phụ nữ. Mình nên dạ. giữ cho tới lúc mà mình có một cái mối quan hệ mà nó thật sự là nó phải tiến tới hôn nhân. Có khi nào mà em có nghĩ rằng đó nó bị nguyên tắc quá không? Em cũng không biết mọi người phụ nữ khác suy nghĩ như thế nào, nhưng mà đối với em thì mình nên cái đó là bất di bất dịch. Em mong muốn là cái người bạn trai của em sẽ phải như thế nào? Em muốn người bạn trai của em chăm lo cho cuộc sống gia đình, năng động. Tại vì em cũng ít nói á chị, nên em cũng muốn một người bạn nam nói nhiều, tạo cái tiếng cười cho mình cả ngày á. Có thích đẹp trai không? Dạ thích. Cao bao nhiêu? Dạ cao 1m65 trở lên chị. Da trắng hay đen? Dạ da ngăm ngăm thôi chị. Ngăm ngăm thôi phải không? Tôi dạ. qua tôi coi luôn nè. Da ngăm có. Được cái là nói luôn nè. Có. Cười dạ, tươi em có. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Anh Linh nói đúng á, da ngăm đen có luôn, cao có luôn, cười tươi có luôn. Dạ. Còn em, cái mẫu bạn gái của em là như thế nào? Về bạn nữ thì em có yêu cầu em thích một bạn nữ ngoại hình cao khoảng 1m58 trở lên. 1m58. Da trắng. Ngoại hình cân đối và hơi bánh bèo xíu. Quá bánh bèo luôn chị. Đừng có tomboy quá. Dạ, quá bánh bèo luôn ạ. Quá bánh bèo luôn, em yên tâm ha. Biết quan tâm, lo lắng cho bạn trai. Đừng có dây thun hả? Dạ. Em có giờ dây thun không cưng? Dạ không ạ, em cũng ghét người mà hay bị giờ dây thun lắm chị. Em là phải đúng giờ. Hẹn cái giờ đó là phải có giờ đó, hoặc là sớm hơn xíu, hoặc là trễ hơn thì phải thông báo cho bạn kia biết. Em không thích điều gì nhất ở đàn ông? Dạ, em không thích bạn trai ở dơ với lại hôi hôi. Không có hôi, thơm. Mỗi ngày mỗi tắm đúng không? Dạ mỗi ngày mỗi tắm. Thậm chí có ngày tắm 2 lần đúng không? Dạ. Ok. Nó chỉ ít có đàn ông nổi dơ lên em ơi. Có vì... những người mà không tắm luôn á. Tại vì người ta không có gia đình, người ta làm biến tới bê bối chứ. Thử có gia đình coi, người ta tắm ngày mấy chập luôn á. Không hút thuốc nữa anh? Có không em? Dạ không. Không luôn, là gì nữa? Dạ không gia trưởng. Có gia trưởng không? Dạ không luôn. Được chưa? Dạ được. Mình hiểu nhau, mình yêu nhau, mình tới độ phải cưới rồi thì có chuẩn bị gì chưa? Dạ có rồi. Cái gì? Tiền với nhà. Nhà ở chung với ai? Nhà thì ở chung với ba mẹ, nhưng mà có 2 nhà. Có 2 nhà phải không? Vậy ba mẹ cho nhà kia đúng không? Dạ. Em đi với ai? Dạ hiện tại em đi với mẹ. À rồi có mẹ. Xin chào hai MC Nguyễn Linh với lại Hồng Vân. Dạ. Chào cô. Thì chị Thiện nó rất là hiền, cũng ít nói chứ không có nói nhiều. Còn về vấn đề gia đình mà nhà cửa chuẩn bị để đám cưới thì nhà đã lo rồi, tại vì có thằng trai phải lo nhà cửa rồi sẵn ơi. Thì tôi cũng đồng ý với cái quan niệm của cô bé này. Thấy cháu ở đây rất là dễ thương. Tôi thấy xinh đẹp, thời buổi bây giờ mà cháu như vậy là tốt lắm á. Dạ rồi, cảm ơn nhà cảm trai. Cảm ơn cô. Dạ. Còn em đi với ai? Dạ em đi với anh trai, anh họ, chị đồng nghiệp với bạn em ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh lại chị Hồng Vân. Em chào bác gái ạ. Thì em thấy cũng bạn trai cũng gọi là được. Còn quan trọng là hai em có đến được với nhau là tùy ở hai em. Cổ vũ cho hai em vậy thôi. Cổ dục. Rồi bây giờ mở rào. Mở rào đi. Bó hoa tặng em với lại một cái bức tranh thư pháp. Thì cái tranh thư pháp này nó ghi một cái chữ là chữ duyên. Thì ở đây là cái nói lên cái quan điểm tình yêu của anh. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. À, tặng anh cái quyển sách này. Cái này là 8 nhà ba mẹ em trồng. Thì hôm nay ba mẹ em không tới đây được, nên ba mẹ gửi vào đây để em tặng cho anh. Em mời anh Huyền Linh ạ. Thế là em mời chị Hồng Vân luôn ạ. Đây để em đây luôn, để em đây luôn đi. Dạ, anh ăn thử một trái đi xem nó có hương vị như thế nào ạ. Ủa rồi trái nhiều không vậy bé? Dạ nhiều ạ. Ồ vậy đó. Dạ nguyên một vàng luôn ạ. Một vàng thì... quá ngọt luôn. Cho Vân miếng. Thôi hai đứa nói chuyện đi. Thôi cho Vân một trái lớn. Trời ơi coi ghê chưa. Táo này nó ngọt cũng giống như là cái sự ngọt ngào của em vậy đó. Anh mở ra đi, cái trang đầu tiên em có thả thính đó, hy vọng là anh sẽ dính thính của em. Không người nào có thể trở về quá khứ để bắt đầu thêm lần nữa, nhưng ai cũng có thể bắt đầu từ hôm nay để viết một kết thúc khác hoàn hảo. Có dám dính không anh?
Em thấy anh thế nào? Dạ, em thấy anh có cái sự điềm tĩnh. Anh có năng động không? À, anh cũng năng động, cũng hay tham gia những cái hoạt động xã hội. Em công việc của em hiện tại là em làm ở Bình Tân ha? Dạ, em làm ở Bình Tân. Em ở trọ ở Bình Tân luôn hay sao? Dạ, em ở trọ ở Bình Tân luôn. À, em có ngại làm dâu Biên Hòa không? Dạ không ạ. Em sống ở hướng nội, thích quan tâm tới gia đình. Em nghĩ là cái việc làm dâu thì không có khó khăn gì em. Anh nghĩ là phụ nữ giữ tiền thì cũng tốt. Dạ, thì lương của anh thì anh đưa cho em 8 thôi, còn anh giữ lại 2 để anh đi xài. Ca hát văn nghệ gì đi cho nó bớt căng thẳng coi, thấy hai đứa căng dữ vậy. Hát hò để vui đi. Trời ơi. Anh không còn một trái không? Tôi chưa từng thấy ai như ông đó mối. Ngon lắm, ngọt lắm. Xong chừa cho tôi một trái. Gửi cái dĩa nha. Dạ. Thôi hát giao lưu đi. Em có thích nhạc trẻ không? Anh sẽ hát một bài nhạc trẻ tặng em. Dạ. Đứng lên sẽ hai hát đứa bài đứa hát. Vì yêu để tặng em. Chờ anh xa vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình anh tìm mong em như chim lạc lối. Ngày chờ đêm khóc mưa trong lòng giông tố. Sức mưa sao chưa dứt nỗi buồn. Hát đáp lại liền. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói với nhau bao điều rồi. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói cảm ơn với gió trời. Tay nắm tay về muôn nơi. Rồi, rồi các bạn về chỗ đi nào. Về đây. Nếu như trái tim rung động thì chúng ta bấm nút. Bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm của mình nha các bạn. Chuẩn bị. 1 2 và 3. Các bạn chơi bắn nguyên tắc chứ sợ luôn. Đấy, nắm tay được rồi đó. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. À, không cái đi, không cái đi, không cái nè. Rồi. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện, robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda, tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc hai đứa sớm tìm hiểu nhau và thông báo tin vui cho chương trình nha. Dạ. Nắm tay con gái đi nữa. Hai đứa nắm tay thật chặt nha. Chặt quá trời. Nắm tay.